Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu, thưa quý vị, hôm nay giác nhàn sẽ nói đến những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang về cái việc giáo dục gia đình, và nói liên quan đến pháp môn tịnh độ, và trích ra một số những cái đoạn ở trong Cảm Ứng Thiên có nói về cái việc quả báo thiện lành của việc kiên giết phóng sanh ăn chay, và cái quả báo xấu ác của người sát hại sanh linh. Khi chúng tôi đọc vào trong Cảm Ứng Thiên thì trích ra được 3 đoạn khoảng 40 mấy trang giấy A4 đang in thành sách, in 5.000 cuốn để tặng cho quý Phật tử trong cái dịp giỗ sư cô Liên Phương mùng 5 tháng 6 âm lịch. Tuy nhiên thầy Minh thì đang đọc thành 3 cái file MP3 sẽ đưa lên mạng, đọc được một file rồi. Thì chúng tôi đọc vô cuốn sách này cảm được cái lời trong Cảm Ứng Thiên có nói về cái việc phóng sanh và sát sanh quá hay, có những câu chuyện quá xuất sắc. Bèn cho đọc ra sách nói, giọng đọc của thầy Nhuận Minh, và đang in 5.000 cuốn để tặng cho mọi người. Tuy nhiên hôm nay sẽ có một đoạn khoảng 4 mặt trang A4, khoảng 2 tờ giấy A4 đó. Chút nữa giác nhàn sẽ giới thiệu thầy Nhuận Minh đọc để quý vị nghe những mẫu chuyện. Thì chúng tôi thấy xã hội hiện nay, nếu không có sự giáo hóa của Thánh Hiền, thì con người của mình càng ngày càng vong thấp, tức là mất hết những cái đạo đức và cái bản tính của con người. Mà khi cái bản tính của con người mất thì thú tính nó xuất hiện, buộc là phải thú tính xuất hiện trước, rồi quỷ tính và người ở địa ngục tính xuất hiện. Khi mà con người giữ vững được cái bản tính làm người là thiện nhân, thì họ sẽ nâng cao cảnh giới, bắt đầu họ là cảnh giới của trời, của Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát. Họ niệm Phật nguyện vãng sanh thì cảnh giới của họ phải là cảnh giới Phật. Tuy rằng thân của họ chưa có mãn phần, thọ mạng chưa hết, mà tâm của họ đã vẫy vùng nơi ao báu Tây Phương Cực Lạc. Câu này trong văn sao nghe tuyệt hay. Thì thân họ đang nằm trên giường bệnh, mà tâm đã ở địa ngục trả quả báo, chưa đợi chết. Tuy là cảnh người, cho nên hôm nay quý vị ngồi ở đây, cảnh giới của từng người trong này bắt đầu nâng cao cảnh giới. Buổi giảng này tương đối khá quan trọng. Tuy nhiên cái lượng người mà gần 20.000 người trên thế giới và trong nước Việt Nam xem cái YouTube Chủ Nhật vừa qua, nhưng mà cái số lượng người để xin sách thiện thư chúng tôi giới thiệu là Oan Sĩ Toàn Thư, Cảm Ứng Thiên, Thọ Khang Bảo Giám, thì với số lượng cũng quá ít, chưa thành tỷ lệ, chưa được 100 người. Vì vậy cho nên lời dạy Thánh Hiền, lời dạy đạo đức, lời dạy của Phật Tổ để mà truyền bá trong thế gian này thực sự là khó. Nghe được đó, nhưng mà để quý kính bộ sách giống như là một rương vàng, hơn rương vàng. Vì rương vàng không biết nói lời Thánh Hiền, rương vàng gặp những người mà có thiện lành, có tinh nhân quả thiện lành, họ có thể làm rương vàng này là chuyển tịnh tài sang thiện nghiệp được. Danh từ này trong văn sao cực hay. Còn rương vàng đó, tiền của đó mà giao cho kẻ ích kỷ, tiểu nhân, ăn chơi chát tán, thì rương vàng này trở thành ác nghiệp. Tiền tài họ đem, họ sử dụng cho cái chuyện ăn chơi chát tán, xa đọa, cũng là đồng tiền. Trong văn sao Ấn Tổ nói cái chỗ này rất hay. Đồng tiền nó là một loại giấy không có biết nói, không biết suy nghĩ, nhưng con người mình dùng đến nó, nếu mà là con người thiện nhân thì dùng nó trở thành thiện nghiệp,
là đời sau có thể họ hưởng phước cõi trời cõi người. Nhưng mà những người họ khôn khéo hơn chút, họ đổi cái tịnh tài ra in kinh phóng sanh làm phước, hồi hướng về cực lạc, thì cái tịnh tài này trở thành tịnh nghiệp. Cái câu nói này chúng tôi thực sự là tâm đắc, để trong lòng, mà đã để trong lòng rồi phải làm cho bằng được. Không cần phải nhiều, ít cũng được, ít làm ít. Đòi hỏi thân tâm của mình phải thanh tịnh và muốn làm. Hôm trước chúng tôi nói cái từ hai chữ là tâm thí, thì mình ông tâm đắc. Ông nói hôm nay học thêm được hai từ là tâm thí, tài thí, pháp thí, vô ý thí, tâm thí. Khi mình có cái tâm mình muốn bố thí cúng dường rồi thì trước sau gì mình cũng làm được. Mà khi có cái tâm này rồi, bắt đầu nó chiêu cảm cảnh giới và nhân duyên sẽ đưa đẩy đến cho mình. Nếu là tâm xấu ác thì nhân duyên cảnh giới ác đưa đến. Nếu mà tâm là tâm thánh thiện, tâm hiền lành thì cảnh giới hiền lành, cảnh giới thánh thiện và những người hiền thiện đến giúp cho mình làm. Tâm chiêu cảm cảnh giới.